Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỷ đồng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 3, báo chí đã đề nghị thông tin thêm về kết quả điều tra vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra liên quan hành vi chạy án. Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về nội dung này. Trung tướng Tôn Sô cho biết, qua các chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ các yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Do vậy, cơ quan điều tra của tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can và viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định này. Khi xét hỏi ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, ông Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỷ đồng, ông Tôn Sô cho biết. Trung tướng Tôn Sô cho biết, cơ quan điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, những người liên quan để xét xử theo quy định của pháp luật. Trước đó, như Lao động đã đưa tin, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm ngày 22 tháng 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Xuân Đức sinh năm 1971, Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 là vợ Đức, Trương Văn Nam sinh năm 1990 đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự. Ngoài ra còn khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Hữu Ca ngày 22 tháng 2 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng bị thụt két đến 136 tỷ đồng. Thưa quý vị, liên quan vụ án tham mô tài sản tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết số tiền bị thụt két chiếm đoạt được xác định lên đến 136 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng thông tin cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên và tạm giữ số tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng trong vụ tham mô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng. Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng rút ruột từ tài khoản của nhà trường đến 136 tỷ đồng. Trong số hơn 100 tỷ đồng mà cơ quan công an đang thực hiện kê biên, có 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như, 36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đối tượng đã lừa Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ nhà trường góp vốn kinh doanh. Tâm đã thụt két nhà trường để đưa tiền cho Như. Số tài sản còn lại được cơ quan công an kê biên, phong tỏa và tạm giữ từ các bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm trong tài khoản của các bị can khác có liên quan. Theo cơ quan điều tra, kết quả thu hồi kê biên tài sản trong vụ việc trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân liên quan đến vụ việc. Trước đó, như Dân Trí đã thông tin, ngày 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Lê Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường, về tội tham mô tài sản.
Theo cáo buộc, với sự thông đồng của Huy, Tâm đã rút hơn 86 tỷ đồng từ tài khoản của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một người khác. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến vụ án ngày 23 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh, nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Vinh đã ký các séc khống để Tâm tự điền số tiền và rút tiền từ tài khoản của nhà trường. Đồng thời, công an cũng bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phản lỗi nồng độ cồn khi uống vài chén rượu, Quy Thành công bốc 25 tấn gạo. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, 17.456 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong chưa đầy 2 tháng. Hà Nội có ngày phạt tới 71 trường hợp, Đắk Nông giám đốc sở cũng lĩnh phạt 46 triệu đồng. Tên LT sinh năm 1993, trú tại Hòa Bình, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe máy kiểm tra nồng độ cồn, đã liên tục xin uống nước lọc, mong giảm bớt nồng độ cồn. Kết quả cuối cùng, anh vi phạm mức 0,190mg trên lít khí thở. Với lỗi nồng độ đó, anh bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. T sau đó thật thà phân bua rằng anh làm nghề bốc vác gạo thuê, cứ xe 4 tấn chia cho 4 người vác được trả công 400.000 đồng. Nếu công bốc vác 100.000 đồng trên tấn, thì T sẽ phải bốc tới 25 tấn gạo để nộp phạt cho việc uống vài chén rượu gạo. Rất nặng, rất khó quên. Cũng khó quên như việc một giám đốc sở ở Đắk Nông bị xử phạt tới 46 triệu đồng do lỗi điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe. Và nếu T là một chén quy gạo như một cái giá điển hình cho việc uống rượu lái xe, thì việc giám đốc sở dính phạt nặng đang cho thấy những cuộc gọi điện thoại cho người thân hay mày biết bố mày là ai không, giờ không còn ý nghĩa nữa khi cảnh sát giao thông làm rất nghiêm. Chúng ta có những con số chứng minh cho điều đó. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt tới 17.456 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Còn ở thủ đô, có những ngày cảnh sát giao thông xử phạt tới 71 trường hợp. Đại úy Lê Huy Hoàng, đội cảnh sát giao thông số 1 Công an thành phố Hà Nội, nhìn nhận chính quy định rất nghiêm khắc với mức phạt cao và hình thức tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện đã tạo ra sự thay đổi rất rõ. Chẳng hạn trước kia, một ca công tác cảnh sát giao thông phát hiện tới 6-7 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn thì hiện tại chỉ 1 đến 2 trường hợp, thậm chí không phát hiện vi phạm. Người dân khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn cũng chấp hành tốt, không như thời gian đầu. Có một điều đại úy Hoàng chưa biết, chính những trường hợp phạt cả giám đốc sở có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Nhớ lại năm 2007, đã không ít ý kiến trái chiều khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy có hiệu lực, nhưng giờ đây một cá nhân không đội mũ bảo hiểm trong con mắt dân nói chung như thể lạc xuống từ hành tinh khác vậy. Việc xử lý lỗi nồng độ cồn cũng thế, sẽ trở thành một văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe, nếu việc xử phạt được làm thường xuyên liên tục chứ không chỉ là những chiến dịch.